Sau bao nhiêu lâu chờ đợi thì sự kiện WWDC 23 đã diễn ra và hôm nay mình sẽ tóm tắt lại một số tính năng chính của iPadOS 17. Mời anh em xem video. Đầu tiên mình muốn nói về widget sẽ được đem ra màn hình chính với một cái dạng thanh nằm bên trái màn hình. Hiện giờ anh em đã có thể tương tác trực tiếp với các widget khác nhau mà Apple hỗ trợ. À, ví dụ như ứng dụng lịch có thể xem được chi tiết những thông tin hoạt động của anh em trong ngày mà không cần phải bung hết toàn bộ app cái thứ hai, widget cũng sẽ được thêm vào màn hình khóa với dạng thanh được đặt ở bên trái. Với những widget mà có sẵn trên iOS thì anh em có thể thêm vào màn hình chính để có thể dễ theo dõi hơn. Tiếp theo mình muốn nói về màn hình khóa cũng như iOS 17, những tính năng mới sẽ được xuất hiện trên lock screen của iPadOS 17 như hiệu ứng motion cho màn hình khóa, những hình nền mới về không gian. Ngoài ra anh em cũng có thể thay đổi size của đồng hồ mà cái điều đó trước đây iPadOS không làm được. Cũng như hồi nãy mình đã nói thì Widget bây giờ đã được thêm vào màn hình khóa. Tiếp theo là một tính năng mà khá nhiều anh em mong đợi là Live Activities. Apple sẽ cho người dùng có thể theo dõi chuyến bay của mình, hiển thị những thông tin của những app có hỗ trợ như là app đồng hồ hoặc là app báo thức đếm ngược thì ứng dụng sức khỏe đã được lần đầu tiên đem lên iPad trong WC 23 năm nay Với ứng dụng Health bây giờ thì Apple đã resize có thể scale được với tỷ lệ màn hình iPad và hiển thị được nhiều nội dung hơn Điều này giúp anh em sẽ xem được những bản biểu về sức khỏe rõ ràng hơn so với xem ở trên iOS 17 Ngoài những tính năng trên thì Apple cũng sẽ phát triển và cải tiến HealthKit để cho những hãng sản xuất thiết bị y tế thông minh và thiết bị tập luyện sức khỏe thông minh có thể bill một cái app hoặc là tương tác dễ dàng hơn với app heo chính của apple tiếp theo mình sẽ nói về tính năng có thể chỉnh sửa pdf ở trên ipad mới có thể thêm chữ ký của mình đồng thời cũng có thể chỉnh sửa được văn bản ở trong file pdf đó ngoài ra cũng sẽ có tính năng là auto fill tự điền cho anh em những thông tin cá nhân như là họ tên ngày tháng năm sinh và địa chỉ Thêm vào đó, Apple cũng đã bổ sung thêm một số tính năng với Macup để anh em có thể chỉnh sửa file PDF với Apple Pencil Tiếp theo mình muốn nói về việc sử dụng camera iPad cho Mac thì tính năng này nó giúp anh em là sử dụng camera của iPad để làm camera cho Mac Cái điều này nó sẽ giúp cải thiện chất lượng video khi gọi video hoặc hội họp Tiếp theo là về Freeform sẽ thêm một số tính năng nhỏ thôi nhưng mà mình thấy nó khá là hữu ích Đầu tiên là về tính năng follow along đó là tính năng mà giúp anh em theo dõi trực tiếp những chỉnh sửa của người khác theo thời gian thực trong cùng một không gian. Không gian ở đây có nghĩa là cái bảng mà anh em đã share với nhiều người. Ờ à, thì ngoài ra, bộ nói sẽ cải thiện hiệu năng khi anh em sử dụng app này với nhiều mục đích khác nhau, thậm chí là với những cái bảng rất là nặng. Ngoài những tính năng chính thì iPad cũng có những tính năng khác từ iOS như ứng dụng nhật ký, những cập nhật mới cho ứng dụng File My. Và ngoài ra, iPadOS 17 cũng sẽ được bổ sung tính năng thêm sticker động từ những tài nguyên mà anh em có sẵn như là video hoặc là live photo. Một tính năng khác là dự đoán và chỉnh sửa ký tự khi anh em nhắn tin sẽ được cải tiến trên iPadOS mới. Thì đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ với anh em về những tính năng mới trên iOS 17. Thì ngoài iOS 17 ra thì anh em cũng có thể theo dõi bản cập nhật phần mềm khác hoặc những sản phẩm phần cứng khác của Apple từ sự kiện WWDC 23 không có tác WWDC 23 ở trên tinh tế.vn Theo anh em thì anh em thích tính năng nào nhất trên iPad OS 17 Còn ở riêng mình thì mình thích nhất hai tính năng chính là tương tác với widget và live activities uh, Video này là hết và xin chào anh em